khâu cơ bản. Rồi, khâu vết thương phần mềm là một thủ thuật tương đối đơn giản nhưng sẽ ảnh hưởng quan trọng đến việc điều trị và nguy cơ nhiễm trùng của vết thương. Ha, đó, nó là thủ thuật cơ bản nhưng mà chúng ta không nắm nguyên tắc. À, thì một cái cơ bản đó nó có thể tiến tới là nhiễm trùng, áp xe trong vết thương đó. À, rồi bây giờ trước khi vô một cái mũi khâu vết thương mình phải biết kiến thức cơ bản về một cái vết thương. Ha, thì cấu trúc mô học của da và dưới da hồi nãy mình có nói rồi đó. À, da gồm hai lớp thượng bì và bì. Dưới da thì mình có mô liên kết, mô mỡ, mạch máu thần kinh. Bên dưới của lớp dưới da là cơ gân, cơn cơ thần kinh và mạch máu, có nghĩa là có ba phần như thế. À, rồi phân loại vết thương theo mô học về giải phẫu thì có vết thương nông, vết thương sâu. Vết thương nông là người ta tính da và mô dưới da, còn vết thương sâu thì người ta tính là gì, cái phần bên dưới của lớp da, phần lên dưới của lớp dưới da như là như là cơ gân, mạch máu và thần kinh. À, rồi phân loại vết thương theo mức độ nhiễm, nên là có vết thương sạch, vết thương sạch nhiễm, vết thương nhiễm và vết thương bẩn. Và vết thương sạch là sao? Là vết thương ngoại khoa không bị nhiễm khuẩn. Vết thương này nó không nằm trong vùng hô hấp và tiết sinh dục tiết niệu, tại những cái vùng này nó tiếp xúc với môi trường nên nó dễ nhiễm. Vết thương sạch. Còn vết thương sạch nhiễm là vết thương nằm trong vùng hô hấp và tiết sinh dục tiết niệu nhưng có sự kiểm soát nhiễm trùng. Có nghĩa là nằm trong vùng này nhưng mà có sự kiểm soát cái nhiễm trùng. Vết thương không có dấu hiệu nhiễm trùng. Còn vết thương nhiễm là vết thương nhiễm trùng, vết thương do tai nạn, vết thương trên vùng có nhiễm khuẩn trước mổ như viêm phúc mạc, chấn thương ruột. Còn vết thương bẩn là vết thương có mủ và có nguồn gốc bẩn chứ. Có nghĩa là bây giờ đơn giản này, vết thương sạch là sao? Ví dụ như bây giờ mình muốn mổ cắt phổi bệnh nhân, mổ cắt phổi hoặc là mình muốn mổ cắt u u gan ví dụ vậy đó, thì nó là sạch. Tại vì mình sát trùng và mình làm sạch hết trơn, nó sạch, nó cũng không có dùng với hô hấp bài tiết sinh dục tiết niệu, nó không có nằm dùng đó. Ví dụ cắt u gan đi, nó sạch. Còn vết thương sạch nhiễm là cái gì? Ví dụ giờ anh muốn cắt một cái nội soi cắt đốt tiền cực tuyến này ví dụ vậy, nội soi cắt đốt tiền cực tuyến, hoặc là anh muốn cắt chỉ đi dùng sinh dục rồi đi, đó. Thì dù sao nó cũng gần những cái vùng này thì nó là sạch nhiễm, cỡ nào cỡ nó cũng là sạch nhiễm. Còn cái vết thương nhiễm là sao? Ví dụ như giờ mình té, đất cát dính vô đó, đó là nhiễm đó, đất cát dính vô đó thì nhiễm. Hoặc là giờ mình té xuống ống cống này, nước cống dơ nó là nhiễm đó. Đó. Mình thấy nè, giữa hai cái vùng này nó có sự khác biệt là sạch với sạch nhiễm là sao? Là nó không có sự xâm lấn của đất cát diện trống đó. Nó là tự trên cơ thể nhưng mà nó tùy theo cái vùng, ví dụ nó vùng hô hấp bài tiết sinh dục thì nó là sạch nhiễm, mà nó vùng khác nó không những cái vùng đó thì nó là sạch. Còn hai cái phần hằng dưới đây nè, nó có sự tham gia của những cái vật gây ô nhiễm, tác động từ bên ngoài giống như đất cát, vi sinh vật từ bên ngoài. Và vết thương bẩn là nó có mủ. Ví dụ như khi mình té đất cát nó đâu phải có mủ liền, té đất cát nó dơ vậy thôi, nó chảy máu vậy thôi, đâu có mủ liền, nhưng mà nếu mình để thì dài sau nó có mủ luôn. Nó phân biệt hai cái nhóm là sạch sạch nhiễm, nhiễm và bẩn. Rồi phân loại theo cơ chế vết thương, ví dụ như vết thương sắt, sắt là giống như là bạch khí đó, là dao đó, là dao, là mũi chĩa ví dụ vậy. Vết thương đụng dập, ví dụ mình đập đầu vô tường tét cái đầu là đụng dập. Vết thương rách nát, rách nát ví dụ mình té mà mình trúng cây sắt hay gì đó, nó tét cái da đầu rách nát. Còn vết thương thủng là do đạn bắn hoặc do mũi chĩa nó chĩa vô đầu. Tùy theo cái cơ chế. Rồi xử lý một vết thương, mục đích mình muốn xử lý một vết thương để làm gì? Để tiến trình lành vết thương không bị kéo dài.
là khi mà xử trí chúng á, vết thương nó sẽ lành theo một cái quy quy trình bình thường, mà nó không có cái sự lành vết thương, nó không cứ vậy, có nghĩa là nó không chảy dịch chảy mủ hoài à, mà nó lành một cách bình thường, là mục đích mình muốn xử lý vết thương thì như thế à, thì mình phải đảm bảo bốn yêu cầu của một thủ thuật ngoại khoa nãy có nhắc rồi đó, đảm bảo tuyệt đối vô trùng là ưu tiên số 1, phải vô trùng. Em thủ thuật ngoại khoa trên người bệnh nhân là phải vô trùng. Thứ hai là phải vô cảm, mà nãy giờ mình nói đó, nghe tê đó. Thứ ba là phải tôn trọng giải phẫu sinh lý chức năng, có nghĩa là giờ mình khâu khâu giờ nó đứt cơ đi, nó đứt cơ thì mình phải khâu khâu cơ với cơ, nó đứt gân thì mình phải khâu gân với gân, nó đứt mạch máu mình phải khâu mạch máu với mạch máu à, nếu mà không tôn trọng giải phẫu, ví dụ mình lấy mạch máu mà mình khâu với cơ là chết quớt, mình lấy gân mình khâu với thần kinh là chết à, và yếu tố thẩm mỹ, khi mình muốn gặp da thêm hay là mình muốn thực hiện một cái đường mổ để mình xử lý một cái bệnh lý cho bệnh nhân, thì khi mình gặp đường da đó thì mình phải hết sức chú ý đến thẩm mỹ, đặc biệt thứ nhất là vùng mặt, đó là những cái lộ thiên nhiều à, những cái chỗ nào lộ thiên nhiều như mặt thì chúng ta phải hết sức, chúng ta đi phải đi thật là cổ à, đó, thì chúng ta phải đi những cái đường mà nó phải kín để người ta không thấy cái đường mổ, tại vì đường mổ nào nó cũng vậy, nó sẽ để lại sẹo à, chú ý nó. Rồi hai nguyên tắc của khâu vết thương phần mềm là chỉ khâu vết thương khi vết thương đã được làm sạch. Ví dụ như giờ em có vết thương dính đất cát thì về nguyên tắc sách vở nó ghi còn đất cát là chúng ta không được khâu vết thương, chúng ta phải để hở à, chúng ta để hở khi nào mà mô mới nó mọc lên, nó không có gỉ mủ, nó không có nhiễm trùng, thì lúc đó chúng ta mới khâu da thì hai, chúng ta không khâu da thì một, chúng ta khâu da thì hai, chúng ta để hở vết thương. Còn nếu mà vết thương còn dị vật, còn đất cát mà chúng ta quyết tâm khâu thì bữa sau nó sẽ xì mủ, thì mấy em gấp mấy em làm sớm thì rốt cuộc cũng đâu có sớm được đâu, nó vết thương nó cũng xì mủ thôi à, và chúng ta khâu từ sâu đến nông và không để lại phản chất, có nghĩa là chúng ta khâu cân cơ, khâu cơ trước, hay chúng ta khâu mạch máu, chúng ta khâu thần kinh trước, sau đó chúng ta mới khâu lớp mỡ, chúng ta mới khâu lớp da à. Nếu mà chúng ta khâu lớp da trước thì chúng ta sẽ để lại một cái khoảng chết ở dưới da, và lúc đó là nó tụ dịch thì vi trùng nó tấn công, và lúc đó vết thương chúng ta không có lành được à. Rồi các bước tiến hành à, thứ nhất là chúng ta làm sạch vết thương. Làm sạch vết thương thì trong huấn luyện kỹ năng này chúng ta học rồi đó, chúng ta có nước Betadine à, nước vô trùng hoặc là nước muối sinh lý à, và đôi khi chúng ta có thể dùng xà bông à, dùng xà bông à, hay dùng súc vật cắn hay vết thương dầu mỡ chúng ta dùng xà bông. Chúng ta vô cảm như nãy giờ chúng ta nói à, rồi chúng ta rửa vết thương mà dung dịch sát trùng không gây tổn thương mô như là betadine, oxy già 12 đơn vị thể tích à, oxy già nó có nhiều đơn vị thể tích à. Nếu mà chúng ta sử dụng như oxy già 30 đơn vị thể tích là chúng ta nó sẽ phá phá hủy mô của chúng ta, nó làm cho cái mô của chúng ta bị phá hủy và có cái quá trình lành vết thương nó sẽ chậm à, chứ không phải oxy già nào chúng ta cũng muốn sử dụng, có nghĩa là nó phải có độ lỏng của nó đó, em ý đang nói đến nồng độ, nó phải có độ lỏng của nó, chứ nó đặc quá là nó sẽ phá hủy mô à. Chúng ta thám sát vết thương, loại bỏ di vật à, cắt lọc mô hoại tử, mô dập nát, cầm máu à. Rồi sau khi chúng ta lấy hết dị vật, chúng ta loại bỏ mô dập nát, mô hoại tử, chúng ta mới khâu vết thương. Thì nguyên tắc khâu hồi nãy có nói là không tạo khoảng chết, đảm bảo uống yêu cầu. Rồi sau khi khâu chúng ta băng vết thương rồi săn sóc hậu phẫu. Vết thương sạch thì có thể thay băng 4 đến 5 ngày chúng ta có thể thay băng. Vết thương đến sớm không có nguy cơ nhiễm trùng à, thay băng sau 2 ngày. Nếu vết thương sạch thì chúng ta 4 5 ngày cũng được. Vết thương đến sớm không có thay băng 2 ngày. À, khám thay băng hàng ngày nếu có tình trạng vết thương bị đỏ, dịch thấm băng, tăng cảm giác đau hoặc sốt à, khi vết thương nhiễm trùng thì mức độ nặng nhẹ ta có thể rửa vết thương, cắt bỏ một hay nhiều mối chỉ đã khâu, có nghĩa là ta gọi là cắt chỉ bỏ mối đó, trên lâm sàng ta gọi là cắt chỉ bỏ mối. Ví dụ như vết thương có mủ có dịch nó chảy hoài thì ví dụ giờ bệnh nhân có bốn mối chỉ đi, mình sẽ cắt hai mối, mình chừa lại hai mối để làm gì, để cho dịch mủ ở trong vết thương nó chảy ra. Mình phải biết cái gì mà cơ thể nó muốn đào thải thì mình phải cho nó đào thải ra ngoài, nếu không mủ nó mọc ở đó thì vết thương nó không lành và nó sẽ cứ nhiễm tới nhiễm trùng tới nhiễm trùng luôn, nhiễm trùng tới nhiễm trùng luôn à. Tiêm ngừa uốn ván à, cắt chỉ tùy thuộc vào vị trí vết thương
những cái vùng nào mà mạch máu nuôi nhiều, da nó ít căng, ví dụ như vùng mặt là mạch máu nhiều nè, da nó không có căng thì chúng ta cắt chỉ sớm, ví dụ 5 ngày. Hay còn những cái vùng nào phải không, da nó căng, da nó căng, mạch máu da nó căng quá, ví dụ như da đầu nè, da đầu mạch máu thì nó nhiều nha, da đầu mạch máu nó nhiều, tuy nhiên da đầu nó rất là căng. À, nếu chúng ta cắt chỉ sớm quá thì nó sẽ bùng, hoặc là vùng vùng lưng, vùng cột sống á. À, vùng đó là những cái vùng vận động nhiều, cơ lưng nhiều, nên chúng ta cắt chỉ sớm quá nó sẽ bùng vết thương. À, thì trung bình một vết thương mà thường cắt chỉ là sau 7 ngày trung bình nha. Còn ví dụ như vùng da đầu là phải sau 10 ngày, vùng thắt lưng, vùng lưng á, cột sống là phải sau 10 ngày, tùy theo cái vị trí giải phẫu của vùng đó. À, rồi mình có các mũi khâu cơ bản, đầu tiên là mũi đơn khâu da. À, mũi đơn khâu da này là cái mũi cơ bản nhất một người sinh viên y đa khoa ra trường phải biết. À, thì nói thì rất là nhiều, à, nhưng mà mấy em đọc sách giùm anh chỉ mô tả trên đây thôi. À, đầu tiên, à, chúng ta sử dụng kim tam giác, chúng ta khâu da chúng sẽ sử dụng kim tam giác, chỉ là chỉ không tang. À, đầu tiên đường số 1 là chúng ta đưa cái mũi kim vuông góc 90 độ. À, chúng ta qua lớp da, lớp bì, lớp thượng bì nè, qua lớp mỡ, ta móc số 2 đây ha, đó là móc vuông góc lên là số 3 ở đây, à, giống như hình bên đây là số 3 nè, số 1, số 2, số 3. À, rồi chúng ta cột mũi chỉ 3 lần. À, giống như chúng ta học cái bài cột cầm máu á. À, cột cầm máu bằng cầm máu bằng các mũi khâu á, mũi chữ X, mũi chữ U á ha. Thì khi đi thực hành thì tụi anh sẽ nhắc lại, có nghĩa là chúng ta phải phải siết mũi chỉ 3 lần. À, còn cái khoảng cách, cái khoảng cách từ đây tới đây, khoảng cách từ mũi chỉ này tới mũi chỉ này thì có các chỉ số. À, mình nhớ mình nhắm nhắm chừng. À, là cái mũi khâu đơn thì mình học cái này mình phải có thực hành thì mình mới hiểu. Hay nhưng mà anh nói lại cái nguyên những nguyên tắc cơ bản ha, thì mình hình dung được cái mũi chỉ nó đi như thế nào. À, mình hình dung được cái mũi chỉ đi như thế nào. Cái mũi khâu đơn cơ bản này bắt buộc một người đâu phải là trường phải biết ha. Mũi này khi em biết nó rồi thì các mũi khác em khỏi cần biết cũng được, có nghĩa là khi ra trường á, có nghĩa là tôi chỉ biết mũi này, tôi khâu mũi này thôi thì lúc nào nó cũng đúng hết. À, rồi mũi le Donati. À, thì cũng là kim tam giác chỉ siêu, à, ni lông. À, thì cái mũi le này nó chỉ khác nè, ví dụ nó giống là bước đầu bước một bước hai, là nó giống cái mũi mũi đơn. Alo, ừ, rồi rồi em chút nữa em nhóm em học, em đi học dự phòng mấy, rồi cái nhóm mà đi bên ngoại thần kinh mấy em là đi vào ngoại bên lý hả, ngoại thần kinh mà Đa khoa Trung ương là nó đi y học dự phòng 45 đó ta, ngoại sở không ta, rồi chút mà anh sẽ cho nhóm đó vào học chung với nhóm em luôn, rồi thì khoảng 8-15 đi rồi kia bạn vô luôn 8-15. Ủa bây giờ 8:30 rồi hả? À, rồi anh tranh thủ anh dạy có nhóm nó học nữa. À, thì cái mũi len Donati này á, nó chỉ khác là nó đi qua lớp bì và lớp thượng bì, hay gọi là lớp da, nó đi ngược lại nó vòng lên. À, nó đi ngược lại nó vòng lên, mà chúng ta siết mũi chỉ 3 lần. À, len Donati mỗi này sử dụng trong trường hợp là những cái mép da nó dễ chồng lên nhau mấy em, nó khi nó đi ngược lại hai mép da nó không bị chồng lên nhau ha, đi ngược lại hai mép da bị chồng lên nhau. Mũi khâu dưới da, mũi khâu dưới da thì cái số 1 nè, nó đi từ sát cái chỗ lớp mỡ nè, nó đi lên
Đó, nó đi lên, đi sát lên mở, đi lên, ha, mà mũi da nè, không không, cái này là cái này là cơ, còn dưới da là lớp mỡ, xin lỗi, cái này là cơ, cái này dưới da là lớp mỡ, chúng ta đi từ lớp mỡ rồi, chúng ta đi lên, ha, chúng ta không xuyên qua lớp da, không xuyên qua lớp da, chúng ta bọc ngược lại, và chúng ta phá máu chỉ ở dưới, ha. Mục đích của lớp dưới da này là để cho hai cái phần dưới da này nó dính lại với nhau và cái mối chỉ nó phải nằm ở dưới thôi, mối chỉ mà nó nằm sát da nó gây nguy cơ nhiễm trùng. Nè, mối chỉ nằm dưới nè. Rồi thứ ba là cái mũi, mũi khâu chữ V, ví dụ như vết thương mình nó có hình hình thù như thế này, như cái miệng à, ha, thì ha, chúng ta đi cái mũi kim nó đi trong da, chúng ta để ý là đây là cái mô trong da nè, cái mô da đó. À, mũi kim nó đi trong da nè. Đầu tiên thì nó sẽ móc ở đây trước. À, đầu tiên móc ở đây trước đi trong da. Sau đó móc mép này, mép thứ hai đi trong da và sau đó móc mép này, mép thứ ba đi trong da. Và sau đó chúng ta sẽ cố định ở đây, mũi chỉ ở đây nó thành một cái vòng tròn này để chúng ta kéo hai cái mép vết thương này lại với nhau. Ta gọi là mũi khâu chữ V. À. Tiếp theo, mũi thứ năm là mũi khâu trong da. Mũi khâu trong da thì nó giống như mũi chữ V về việc nó đi trong da. Mình thấy nè, đây là lớp da nè, đây là lớp da nè, mình thấy cái mũi kim nó móc nè, nó đi trong da nè, còn lớp mỡ dưới nè, nó không đi vô lớp mỡ. À, và nó sẽ đi theo cái hình zigzag. À, nó đi từ bên đây, nó móc qua đây. Đi bên đây móc qua đây, đi bên đây móc qua đây. À, đi theo hình zigzag. À. Rồi. Rồi mũi tiếp theo. À, mũi tiếp theo là mũi khâu vắt. À, mũi tiếp theo là mũi khâu vắt. À. Rồi. Mũi khâu vắt là mũi khâu đơn. Nhắc lại một lần nữa. À. Mũi khâu vắt. À, là mũi khâu đơn. À. Rồi. Mũi khâu đơn này. Thay vì ở trên đây mũi khâu đơn nó đi từng mũi từng mũi từng mũi. À, nó không dính liền với nhau, thì mũi khâu vắt này là nó sự kết hợp với nhiều mũi khâu đơn, nó ngay bắt đầu bằng mũi đơn nhưng mà ta không cắt chỉ, chúng ta khâu xuống móc lên, chúng ta khâu xuống móc lên, chúng ta khâu xuống móc lên, khâu xuống móc lên, chúng ta không có cắt từng mũi chỉ giống như mũi khâu đơn. À, à. Mũi khâu này là mũi khâu bất thường, mũi khâu này là mũi vắt mắt xích. Vậy thì chúng ta thấy là nếu mà chỉ trên đường đi mà một mũi chỉ nó bị đứt thì nguyên cái này nó sẽ bị tuôn ra hết. À, cái bất lợi nó là như thế. À, nhưng mà cái bất lợi của nó cũng là cái thuận lợi. À, thuận lợi là gì? Thì nó nhanh. À, nó nhanh. À, và nó siết vết 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 thương á, nó siết vết thương rất là kín. Nó nhanh và nó siết vết thương rất là kín. À, nhưng mà bất lợi của nó đứt một mũi chỉ hay đứt hết. Và khi siết vết thương kín như thế này á thì hậu quả là gì? Nếu chúng ta siết quá thì mạch máu nó tới nuôi thiếu, và khi mạch máu tới nuôi thiếu thì mô nó lành không được, nó cái nào nó cũng có u và nhược điểm của nó. À. À, mỗi khai vắt thường, mỗi mỗi vắt mắt xích. À. Rồi thì anh chỉ mấy em là 6 cái mũi khâu cơ bản. À, 6 cái mũi khâu cơ bản. À. Rồi. Cái bài của anh nó tới đây là kết thúc ha. Mấy em có ý kiến gì không? Các mũi khâu này chúng ta sẽ được thực tập trên chỗ khổ thực thực hành hết. À, khổ thực hành hết, chúng ta sẽ được thực tập hết. À, ghi tê chúng ta cũng được thực tập hết. À. Rồi có ai có ý kiến gì không? Vậy thì nhóm trưởng đưa cái lịch học lên sổ đầu bài điện tử đăng ký sau ha. Còn nếu mà không có ý kiến gì nữa thì chúng ta kết thúc.
ta anh còn dạy lớp nữa. Rồi thôi diễn À, thôi. em chào anh. Rồi.